Hey, Hưng, action. Oh, sorry, because it's so delicious. You want it? No, not now. Okay. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hưng Nguyễn Channel. Để mình nuốt đấy. Rồi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với hành trình bắt bệnh cho xe Simpson S51 ha. Thì hôm nay mình sẽ thay cái bộ chế hòa khí 16N111 của Trung Quốc á, bằng bộ chế hòa khí 16N111 mà kênh Simpson 4.0 người ta tặng cho mình hôm bữa. Đây các bạn xem nè. Đây, đó bộ chế hòa khí 16N111 mà của Simpson 4.0 người ta tặng cho mình nè. Rồi, thì liệu nó hoạt động có ổn hơn cái bộ chế hòa khí Trung Quốc hay không? Thì sau đây bạn xem video của mình ha. Ok, bắt đầu thôi. Years later. Các bạn, thì sau một ngày canh chỉnh thì cuối cùng tất cả mọi thứ đã ổn rồi các bạn. Thì đây các bạn xem nè. Thì này là cái bộ chế hòa khí 16N111 mà của Trung Quốc. Thì bây giờ mình đã thay thế nó bằng bộ chế hòa khí 16N111 của Đức rồi. Đó, bạn xem nè. Đó, thì mình thay luôn cái ống dẫn xăng mà Simpson 4.0 người ta tặng cho mình luôn nè các bạn. Đó, rất là đẹp luôn. Đẹp ha các bạn. Rồi, ok. Bây giờ là mình sẽ nổ máy để các bạn nghe thử cái xem cái âm thanh của nó như thế nào so lại cái bình xăng cũ của Trung Quốc ha. Ok, bắt đầu thôi các bạn. Quay cái máy.
ok bạn, bây giờ là cũng chiều rồi cho nên thôi bây giờ mình tắt máy rồi sáng ngày hôm sau mình sẽ test xe cho bạn xem ha. Ok bạn, giờ mình tắt máy nè. Rồi ok, hẹn các bạn sáng hôm sau. Ok bạn, bây giờ là mình test cái bình thân con mình chạy nè, bạn xem nè. Rồi đây, đây đăng ký rồi, đăng ký. Rồi quay xuống đồng hồ. Đó, đúng rồi. Bạn ta thấy đó, bạn đang chạy 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 nhanh, quay đăng trước một cái đăng ký. Đó. Chạy rất là mượt luôn các bạn. Bình xăng 16N1 11 của Đức á, bữa kinh doanh 4.0 người ta tặng cho mình á, chạy rất là ngon luôn. Rồi ok các bạn. Rồi ok, vừa rồi các bạn đã xem mình test cái bình xăng con nè các bạn. Đó bạn thấy nè, đó xe vẫn đang nổ máy nè. Rồi thì bây giờ video mình đến đây kết thúc, thì hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo ha. Rồi bye.